Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, hỗ trợ khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Trong thời gian qua, các đơn vị trong tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận hành lưới điện, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong sản xuất kinh doanh. Trong công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, cơ sở EVN NPC đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định công tác an toàn vệ sinh lao động trong Tập đoàn Điện lực. Trong 9 tháng năm 2021, EVN NPC không để xảy ra sự cố cháy nổ nào. Tại các đơn vị của EVN NPC, trong 6 tháng đầu năm, cơ sở đã tổ chức hơn 1.740 lần tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các cơ quan cơ sở phòng cháy chữa cháy địa phương kiểm tra được 148 lần trong quản lý hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy ở các đơn vị cơ sở, các đơn vị thành viên EVNNPC đã đặc biệt chú trọng công tác quản lý, kiểm tra định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định đặc biệt với các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu vực có nguy cơ gây cháy nổ cao như trạm biến áp 110 kV, trạm biến áp trung gian, kho xưởng. Các thiết bị có hiện tượng bất thường, hư hỏng được kiểm tra và sửa chữa kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn không có lỗi chủ quan về phòng cháy chữa cháy với những trang bị phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn được thanh lý bổ sung mới và dự phòng đúng số lượng yêu cầu song song các đơn vị trong evn evn mpc thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuyên truyền về sử dụng điện an toàn hiệu quả đối với lưới điện sau công tơ của cơ sở hồ tiêu thụ điện và tham gia các đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy an toàn sử dụng điện của cơ quan quản lý nhà nước tại các cơ sở hồ tiêu thụ điện trên địa bàn